Video mới quay xong. Mai vào sáng không? Sáng sớm thì sáng sớm tới đó. Tới được không? Tới rồi, nhưng mà tới cũng được chứ. Ông đi tới luôn sao mấy giờ rồi? Anh qua mới nói chỗ cầu Vĩnh Dĩnh làm quái à? Cầu Vĩnh Lạc. Cầu Vĩnh Lạc. Ông chạy đường á, quốc lộ là một chạy thẳng vô đó là tới cổng dầu mà xã Vĩnh Gia đó. Có cái cổng dầu ngoài lộn. Chạy vô chút nữa là tới đó. Nhớ đường nhỏ đó. À, ở ngoài đường lớn luôn phải không? Ngoài đường lớn. Rồi ok, đẹp không? Ok, ông không mấy cái chu điện ra hả? Ba. Rồi ba đi, anh nữa xài ba chu điện. Phải mua tới 2 cục sạc 30 nè. Ừ. Xem được không? 30. À. Rồi ok. Rồi. Em xin chào các bác chị em ha. Hôm nay em quay cho các bác chị em tham khảo cái bộ phát điện em cũng vừa hoàn thiện xong đó nha. Con này thì Kuta V203 nha. Con này của em Nghiêm, ở Vĩnh Gia. Vĩnh Gia nhưng mà em Nghiêm mình ngay chân cầu cầu Vĩnh Lạc. Thì hôm nay mình đã test điện xong sáng giờ rồi thì ngày mai mình tiến hành mình giao cho em Nghiêm mình một bộ này và một bộ đang đấu về điện, là bộ này mai mình giao ở Chi Tôm luôn cho anh Phú. Có thể đây tới chiều mình hoàn thiện xong mình giao luôn đấy. Thì thời gian qua mình cũng chia sẻ rất là nhiều về máy phát điện quá chị em, cho nên hôm nay mình làm tóm tắt gọn lẹ để cho nó. Nói chung thời gian cũng không có bác chị em ơi, cũng lâu bù quá. Bây giờ em để cho bác chị em tham khảo tần số 50Hz của bác chị em. Thì em đang sạc cục sạc T43 pha 308 nha. Sạc pin T40 luôn. Em để cho bác chị em tham khảo ha. Đang vô các em ha. Ui. Đấy, thì đây là em thử cho các bác chị em xem cho nó rõ ràng ha. Thì đây, sạc T43 pha pin. Cho nên là cô bác anh chị em là cứ an tâm ha. Đây mình thử rõ nét cho mấy em, chứ không phải mà mình đợi mà khi mà pin gần đầy mình mới ghim vô ha. Mình thử từ 0 đến 14 chấm mấy ampere nha. Đấy. Cho nên là các bác chị em nên cân nhắc khi mà mình xem máy phát điện. À, mình thử cái phát điện như thế nào cho nó chuyển như thế nào. Thì con này mình có làm ra ba cái nổ ga 220 để khi về bạn mình em mình có xài cái camera rồi, hoặc là xài cái sạc pin sạc cục sạc T30 có thể mình ghim vô là 3 sợi một lần 2 cục sạc ha. 3 sợi thì mình ghim là mỗi một cục sạc là một cục 2 sợi một cục sợi nha, là mình sạc một lần 2 pin tùy theo vào quá chị em là sạc cục sạc loại nào. Đấy, còn mình sạc T10 rất là khỏe quá em ha. Thì khi người ta bán khi mà các bác chị em mua của máy phát điện để sạc cho sạc T10 quá em, thì quan trọng nhất là sạc T10 mà sạc bằng cái gì, sạc 3 pha này hay là sạc cục sạc loại này quá em. Cục sạc loại này thì cục sạc này thì dễ rồi, ampe rất là thấp, nó là rất sử dụng lắm. Quan trọng là các bác chị em nên thử cục này đi để cho cái độ máy mình nó rất là mạnh đi, sau này mình sạc cục sạc nhỏ được lâu bền ha. Rồi, một lần nữa em cảm ơn rất nhiều. Ngày mai thì mình tiến hành giao cho em Nghiêm ở Vĩnh Gia, cầu Vĩnh Lạc ha. Cầu Vĩnh Lạc rẽ trái, chở vô. Rồi em cảm ơn rất nhiều, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn chị em video tiếp theo nha.